Phúc đức sinh ra bởi biết đủ, tai họa sinh ra bởi lòng tham. Kính thưa quý vị và các bạn, cổ nhân cho rằng người biết đủ luôn là người giàu có và hạnh phúc. Không những thế, người biết đủ còn biết điểm dừng và họ không cố gắng làm mọi cách để thỏa mãn dục vọng, lòng tham của bản thân. Vì vậy, người biết đủ cũng sẽ không bị tủi nhục và tránh được tai họa về sau. Đây cũng là điều mà Lão Tử đề cập tới trong Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh là một cuốn sách do Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 trước Công Nguyên. Trong đó có rất nhiều chương Lão Tử đề cập đến đạo lý biết đủ. Hai chữ chi túc chi chỉ là then chốt trong đạo xử thế của Lão Tử. Trong chương thứ 30 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: người biết đủ là người giàu có. Tiếp đến trong chương thứ 44, Lão Tử cũng viết: danh giữ thân thục thân, thân giữ hóa tục đa, đắc giữ vong thục bệnh, thị cố thậm ái tất thậm phí, đa tàng tất hậu vong. Chi túc bất nhục, chi chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu. Ý tứ nói rằng danh và thân, cái nào quý hơn? Thân và của cải, cái nào trọng hơn? Đặng và mất, cái nào khổ hơn? Vậy nên thương nhiều ắt tổn nhiều, chứa nhiều ắt mất nhiều. Biết đủ thì không nhục, biết dừng không nguy và có thể lâu dài. Và trong chương 46 của Đạo Đức Kinh, Lão Tử lại tiếp tục viết: họa mạc đại ư bất tri túc, cữu mạc đại ư dục đắc, cố tri túc tri túc, thường túc hỷ. Ý tứ là không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào to bằng muốn đặng. Bởi vậy, biết đủ trong cái đủ mới luôn luôn đủ. Đạo lý biết đủ của Lão Tử bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Biết đủ là cầu bên trong mà không cầu bên ngoài, là theo đuổi bản tính chất phác và sự dồi dào về tinh thần. Vương Bật, thời Tam Quốc, là người chú giải Bình Giảng Đạo Đức Kinh. Ông viết: người biết đủ do không mất mà luôn giàu có. Người biết đủ sẽ không bị lòng tham vật chất quấy nhiễu, khống chế. Bởi vậy dẫu có thiệt hại một chút về vật chất, nhưng họ vẫn không động phàm tâm. Trong một đoạn chú khác về Đạo Đức Kinh, Vương Bật còn biết: người biết đủ sẽ biết dừng lại. Họ không cầu ở bên ngoài mà chỉ hướng vào bên trong mà tu thôi. Câu này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi sự giàu có về mặt tinh thần. Danh lợi và tiền tài là vật ngoài thân, là thứ không thể nắm giữ được mãi. Truy cầu và chiếm giữ quá nhiều thì nhất định cũng sẽ mất đi nhiều. Con người ta chỉ nên có một phần danh lợi trong mức độ của nó, không nên chiếm giữ quá nhiều, phải biết đủ thì mới được dài lâu. Có thể nói, nhược điểm lớn nhất của nhân tính là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thấy đủ. Một người chỉ có thể thời thời luôn thấy đủ khi người ấy giảm bớt ham muốn, biết hài lòng và thỏa mãn. Bởi vậy, Vương Bật đã nói: không có dục vọng mà biết đủ, và thuận theo tự nhiên mà biết đủ. Lão Tử vô cùng coi trọng đạo lý biết đủ. Ông cho rằng biết đủ có thể quyết định vinh nhục, sống chết, họa phúc của một đời người. Một người nếu biết đủ thì những yếu tố khách quan như tiền tài, của cải, công danh, cho dù là không nhiều lắm nhưng họ vẫn có thể tự nhận mình là người giàu có. Bởi vì người biết đủ luôn không thấy thiếu thốn gì, không thiếu thốn gì được xem là giàu có. Trái lại, người không biết đủ thì cho dù có nhiều những yếu tố bên ngoài như tài phú, nhưng vì lòng tham không đáy mà có thể gây ra họa lớn. Từ điểm này có thể thấy, Lão Tử cho rằng một người giàu hay nghèo là được quyết định bởi biết đủ hay không biết đủ. Đối với những người cai quản đất nước mà nói, dục vọng rất nhiều khi tạo thành tai họa lớn. Cho nên, những người này phải tu dưỡng tâm biết đủ để khống chế ham muốn của bản thân. Như vậy thì vạn vật và thiên hạ mới có thể tự nhiên an ổn. Có câu nói rằng: phúc sinh ra bởi vô dục mà tai họa sinh ra bởi ham muốn. Biết đủ thì sẽ giàu có. Người tham lam của cải mà không biết dừng thì tuy có thiên hạ cũng không gọi là giàu. Lão Tử thông qua tư tưởng biết đủ để răn người đời, đặc biệt là người nắm giữ quyền lực. Còn người ta biết đủ khi đứng trước tài vật và quyền lực. Nếu một người không thể làm được điều ấy thì khi tham dục vượt quá hạn độ nhất định rồi thì tất nhiên sẽ tự rước lấy nhục. Người ấy sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng về phương diện vật chất, địa vị xã hội và tinh thần.
Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn, nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ cảm tạ trời xanh bàn phúc. Vợ của ông nghĩ mãi không hiểu, liền hỏi: một ngày ba bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời: sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hằng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao ngục không có tù nhân là cái hạnh phúc thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc. Bởi vì trong lòng ông biết đủ, niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Một người biết đủ ở phương diện công danh lợi lộc có thể không thành công như người khác nhìn vào, nhưng họ sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc mà không để tâm đến việc đó. Với đạo lý chi túc, biết đủ và biết dừng lại nơi đó. Đó là tất cả sự khôn ngoan sáng suốt của con người. Tuy nhiên có kẻ cho rằng câu này của Lão Tử làm ngăn cản bước tiến bộ của loài người. Nhưng thực sự nó là câu châm ngôn vàng ngọc để lánh nguy cầu an và mưu được hạnh phúc cho cá nhân cũng như cho đoàn thể, tránh cho con người phạm vào tất cả các tội ác do lòng tham muốn đeo bòng vô tận, xui ta làm con thiêu thân cho vị thần tiến bộ và lòng tham dục vô bờ bến của con người. Do vậy, làm người nên thấu hiểu đạo lý biết đủ. Thấu hiểu đạo lý biết đủ chính là cách nắm giữ hạnh phúc trong tay mình.